Ngày cuối cùng của năm, ngày cuối cùng của thập kỷ, ngày chuẩn bị bước sang năm mới đầy hứng khởi. Các bạn làm gì? Các bạn ở nhà với người thân, với gia đình. Các bạn đi chơi với bạn bè. Các bạn đi chơi với người yêu. Các bạn ở nhà xem phim, chơi game. Rất là vui vẻ đúng không? Còn mình phải đi mổ các bạn ạ. Oh, no. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020, một ngày quá tuyệt vời đúng không? Đời người hình như là chỉ có một ngày như thế thôi. Vì muốn có một ngày như thế nữa là chúng ta phải chờ đến 1010 năm sau. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 3030. Đó, thế nên là rất nhiều người coi đây là một trong những ngày cực kỳ tuyệt vời. Đấy, KICM còn chọn ngày này để đi mua một con mạc mới mà trời, tuổi trẻ tài cao, kiếm đâu ra mà nhiều tiền thế. Còn đối với những người khác ấy, nhưng mà chúng ta đã trên đường đi trên đường cao tốc mà đi đến thành phố Bắc Giang, người ta đi chơi, đi uống trà sữa, đi hẹn hò các thứ. Còn mình và bạn Quy thì quyết định chọn ngày này là cái ngày để mà đi đến bệnh viện phẫu thuật. Hello darkness my old friend. Rồi, video ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe cái quá trình mà mình đi phẫu thuật và mình nằm viện như thế nào. Có bao nhiêu người đang xem video này của mình đã từng bị phẫu thuật, đã từng bị mổ một cái gì đấy rồi? Các bạn hãy comment xuống phía bên dưới cái trải nghiệm của các bạn như thế nào. Còn đối với những ai mà chưa bao giờ phải phẫu thuật ấy, chưa bao giờ phải mổ cái gì, thì đây sẽ là cái video mà có thể cung cấp cho các bạn nghe khá là nhiều câu chuyện thú vị. Và biết đâu đấy trong tương lai, nếu như mà mọi người không may bị phẫu thuật một cái gì đó, thì hy vọng là cái video này của mình ấy có thể phần nào khiến cho mọi người thêm phần lo sợ. Ui, bị mổ tưởng tượng như ui, banh người ra. Ok, chính xác hơn là cái hôm mình đi khám là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2020. Và để cho rõ ràng hơn ý, thì các bạn phải xem lại phần 1 để biết là mình bị cái bệnh gì. Nói cho một cách dễ hiểu thì mình bị một cái vết áp xe nhiễm trùng ở dưới. Và cái vết đấy sau khi mà mình có xử lý hồi trước Tết thì nó để lại một cái vết giò ở phía bên trong. Và không có cách nào khác là phải mổ nó ra để mà xử lý cái phần bên trong đấy. Và đây là toàn bộ những cái xét nghiệm mà mình phải làm trong ngày hôm đấy. Mình đi khám từ 10 giờ sáng mà đến 10 giờ đêm mình mới được mổ. Thì cơ bản nó là những cái xét nghiệm để xem là các bạn có đủ điều kiện để mà phẫu thuật hay không. Trong đấy thì có một cái rất là hay. Ủa cái này, mặc dù mình nghĩ là mình, cái việc mình bị đi phẫu thuật thì nó không vui lắm, nhưng mà cái việc của mình được trải nghiệm khá là nhiều thứ này nó cũng khiến cho mình có rất là nhiều chuyện để kể. Ví dụ như đây là một cái phiếu chụp cộng hưởng từ. Đã bao giờ các bạn xem phim xong có những cảnh có những cái máy cộng hưởng từ rất là lớn như thế này, xong rồi chúng ta đưa vào xong lại đưa ra chưa? Đưa vào đưa ra ấy, thì mình đã được nằm vào trong cái máy đấy. Và cái tiền, cái vé để được chui vào cái máy đấy trải nghiệm là 3 triệu. Mình phải trả 3 triệu để mình sử dụng cái máy đấy để mình chụp xem là phía bên trong người ấy thì cái chỗ mà nó dò, cái đường mà cần phải phẫu thuật nó ở đâu. Và các bạn nếu như mà từng xem phim Venom, các bạn sẽ nhớ có một cái cảnh là nhân vật chính đi vào đấy. Con Venom là một con rất là sợ âm thanh. Xong rồi nó đi vào đấy xong nó rồ luôn trong đấy, bởi vì trong đấy nó kêu to quá. Thì đấy là cảm giác của mình. Mình nằm trong cái máy đấy một tiếng các bạn ạ. Các bạn tưởng tượng nhá, mình sẽ bị buộc chặt. Đúng chuẩn là buộc chặt, không thể nhúc nhích luôn. Xong rồi mình đi vào cái máy đấy. Các bạn nào mà có cái chứng gọi là sợ không gian hẹp, các bạn vào đấy các bạn phát rồ luôn trong đấy. Xong nó còn ồn ấy, bởi vì nó là một cái cục nam châm khổng lồ ấy. Nó cứ... Các bạn tưởng tượng nhá, sau một tiếng thì có người kéo các bạn ra. Ui, lúc đấy là rất là yên tâm. Ui, chắc là xong rồi đấy, mình được ra ngoài đấy. Từ nãy giờ anh chụp anh không thấy một cái gì cả. Bây giờ thì anh sẽ phải bơm cái gel vào bên trong cái lỗ của em để mà kiểm tra cái vết ở đâu. Đây là cái ống tiêm gel. Đây là cái lỗ đấy. Bơm nguyên một ống xi lanh vào bên trong ấy. Một cảm giác rất... Và sau khi mà mình bị bơm đầy một cái ống gel đấy, nó như kiểu thạch rau cô đấy các bạn, nhồi vào bên trong cái phần hạ bộ của mình, thì mình lại bị tiếp tục đưa vào cái máy đấy. Và bác sĩ có đưa mình thêm một quả bóng thần kỳ để khi mà mình bóp vào phát là bác sĩ nghe bên trong là mình không thể chịu được nữa, là phải đưa mình ra để mình đi vệ sinh. Bởi vì đơn giản là các bạn cứ tưởng tượng thì đây là cái bánh hot dog, các bạn nhồi nhiều nhân gói bên trong thì đến một lúc nào đấy nó sẽ phúng ra đúng không. Thì đấy là cái tình trạng với cái phần dưới của mình. Cái thạch rau cô đấy thì nó là một cái gel phản quang, và khi đưa vào bên trong cái máy cộng hưởng từ thì người ta sẽ nhìn được xem là cái chất đấy nó đang đi dò ra những cái chỗ nào để người ta xác định được cái đường dò cần phải phẫu thuật đấy.
Đó, và cơ bản là mình đã mất nguyên một ngày chỉ để cho những cái xét nghiệm kiểu như vậy. Chưa nói gì đến chuyện mổ nhá, chỉ gói gọn trong những cái xét nghiệm này nọ, chụp chiếu này nọ thôi mà mình đã mất 7 triệu rồi trong một ngày hôm đấy. Tầm gần tối thì mình được chuyển qua cái bệnh viện lớn hơn để mà chuẩn bị cho cái ca mổ của mình. Và sau đấy thì mình được hướng dẫn các thủ tục để mà nhập viện này, xong rồi ký vào một cái giấy đấy là nếu như mà không may có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong cái ca mổ đấy thì mình sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Thì nếu như các bạn cũng phải ký cái tờ giấy tương tự ấy thì các bạn cũng đừng quá lo, vì đây là một trong những cái nó gọi là thủ tục thôi, vì ở đâu cũng thế, bệnh viện nào cũng như vậy thôi. Đây để mình cho mọi người xem này. Cái bệnh viện mình đi khám là bệnh viện tư, do đó thì nó cũng khá là đắt, nhưng mà tiền cho sức khỏe của mình thì đối với mình nó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là mình có khỏi bệnh hay không. Thì đây là cái tiền mà mình phải trả cho toàn bộ cái quá trình điều trị của mình. Thì nguyên cái phí để mà phẫu thuật nó đã là 16 triệu rồi. Sau cái đợt đấy khi mà mình ra viện thì mình thanh toán tổng gần là 22 triệu, thêm khoảng tầm gần 7 triệu những cái xét nghiệm trước đấy nữa, và khoảng 7 triệu cái lần mà mình mổ trước Tết. Thì nguyên cái đợt này là mình hết gần 40 triệu cho cái S của mình rồi. Và càng gần đến giờ phải phẫu thuật thì mình càng hoảng ấy, vì mình không hình dung ra nó sẽ như thế nào. Chúng ta có xu hướng sợ những cái mà chúng ta không hiểu và chúng ta không biết nó là gì ấy, mình rất là hoảng. Nhưng mà rất là may là hôm đấy thì có bạn Quy. Uầy, bạn Quy mà đi của mình từ 10 giờ sáng đến tận 1 giờ đêm. Khi mà mình phẫu thuật xong mình về phòng nằm nghỉ rồi thì mới về ấy. Uầy. Mình thì mình không bảo bố mẹ mình, vì mình biết là mình bảo thì bố mẹ mình sẽ rất là lo, có khi là phóng ngay từ quê lên ấy, mà trời thì đang gió rét thì mưa gió. Sau đấy thì mình nhận được rất là nhiều những cái lời hỏi thăm tiếng MS Channel này, từ thắng editor của mình này, từ anh Tân gọi điện hỏi thăm mình kiểu uầy ấm lòng vậy chứ. Xong có Mi, có Mây, có rất nhiều người hỏi thăm mình, và đặc biệt là anh Huy, một người sếp, một người anh, một người mẹ của MS Channel có động viên mình những cái câu kiểu gây tê tủy sống đau lắm em ơi, kim tiêm to lắm, ngày xưa vợ anh đi đẻ anh biết rồi, sợ lắm, sau này gây tê tủy sống nó còn biến chứng này biến chứng nọ. Và từ cái giây phút đấy là mình tắt hẳn điện thoại, mình không đọc bất cứ một cái gì nữa. Cảm ơn anh Huy, trời má, có thật sự. Trước mổ thì mình rất là sợ, nhưng mà sau trong cái quá trình mổ thì nó lại ngược lại ấy. Nó gần như là nó không đau một tí gì luôn, ngay cả cái gây mê tủy sống ấy. Thì lúc mà mình lên cái bàn phẫu thuật thì mình sẽ nằm kiểu úp úp như thế này, thì nó lòi ra cái phần xương sống ấy, thì người ta sẽ tiêm một cái mũi tê vào đấy, thì nó chỉ nhói một tí thôi, và sau đấy là các bạn sẽ thấy phần phía dưới nó thần kỳ á. Nó kiểu nó nóng dần, kiểu hai chân nó nóng dần, ấm dần, sau đấy thì các bạn sẽ đơ ra luôn, các bạn sẽ không thể có bất cứ một cái cảm giác gì cả. Nhưng mà cái đáng sợ là cái tác dụng phụ của thuốc tê ấy, thì cái lúc mà mình bị tiêm xong thì mình nằm đơ như thế này, sau đây mình bắt đầu run. Kiểu mình hỏi là mình run như thế này thì nó có vấn đề gì không, thì bạn y tá có nói mình là đây là một cái hiệu ứng, cái tác dụng phụ của thuốc nó rất là bình thường, nhưng mà mình không biết là nó có bình thường hay không. Nhưng mà mình kiểu mình run kiểu mất tự chủ, mình run kiểu bần bật luôn ấy, như nhảy popping ấy. Các bạn có xem cái video mà anh Tân nhảy popping đầu chọc không, mà ông ấy đứng nhảy ở ban công phơi quần áo cho ông ấy, thì đấy. Bây giờ mình bắt đầu đặt ra câu hỏi là hay là ngày xưa ông ấy gây tê tủy sống xong ông ấy giật được nó mạnh như thế nhỉ? Chứ còn gì nữa, hỏi buồn cười. Các bạn nào muốn tập popping thì ra viện người ta tiêm cho một mũi tê tủy sống là các bạn sẽ nhảy popping rất là đẹp. Khi mình hỏi y tá thì bảo bình thường, thì mình cũng rất là an tâm rồi. Có một câu nói của bác sĩ khiến cho mình kiểu đang từ cái sự gọi là đỉnh cao, sự bình tĩnh nó tụt xuống đáy của cái sự gọi là sợ hãi. Đấy là cứ run như thế này thì làm sao mà mổ được, nhỡ cắt nhầm cái gì thì sao, mà các bạn biết là mình phẫu thuật cái gì rồi đấy. Nhỡ cắt nhầm cái gì thì sao. Sau đấy thì bạn y tá mình có tiêm lên cho mình một cái mũi an thần, xong có bảo mình là thôi mình cứ relax, cứ nhắm mắt ngủ đi. Nhưng mà cái hay nhất đấy là sau khi mà mình mổ xong thì cái mũi an thần này nó mới có tác dụng. Thế và còn một cái này nó còn khó đỡ hơn nữa. Trước khi mình vào mổ thì có một bạn ấy nhận ra mình, các bạn ạ, thì có ra bắt tay và chào mình. Và mình không biết là trong cái team mổ ngày hôm đấy cho mình thì có bạn ấy trong đấy không, và nếu như có bạn đấy trong đấy thì bạn ấy sẽ nhìn toàn bộ ấm chén, toàn bộ bình xăng, toàn bộ nội thất phụ tùng của mình. Và nếu như bạn ấy có nhìn toàn bộ cái đất đấy thật đấy,
thì mình muốn gửi lời xin lỗi là chúng ta đã gặp nhau trong một cái tình huống nó không thể nào tệ hơn. Mình lần trước thì đi khám cái mổ quân sự gặp bạn nhận ra lúc tuần quân, bây giờ thì đi mổ mổ đít cũng gặp bạn nhận ra kiểu chán vậy. Ôi muốn khóc vậy. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Và đây là một vài hình ảnh của mình sau khi mà mình từ trong cái phòng mổ mình đi ra ngoài để cho mọi người xem thử. Không người anh đang có người cùng gì đâu. Không anh tê không em cái gì. Phẫu thuật nhá, không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là cái hậu phẫu các bạn. Bởi vì mình gây tê tủy sống, thế là mình phải đặt một cái ống vào bên trong cái ấm chén của mình. Cái ấm chén của các bạn là có độ dài bao nhiêu thì cái chiều dài của cái ống đấy đút vào bên trong nó cũng sẽ là ngần đấy. Để tránh cái trường hợp là bởi vì các bạn gây tê tủy sống rồi, các bạn không có bất cứ một cái gọi là cảm giác gì ở phần phía bên dưới hết. Thế nên là phải đặt một cái vòng vào để nó dẫn được cái nước tiểu ra, nếu không thì nó sẽ kiểu nó vỡ cái thận này, cái bóng đá bên trong. Và lúc đấy thì tiệm và thế là hết. Trong một chiều buồn em đi mô đi. Đó, thế nên là do đó thì phải đặt cái ống ấy vào. Và lúc tê thì không thấy gì, lúc hết tê mà các bạn nhìn thấy cái bộ ấm chén của mình có một cái ống nó thò ra bên trong ấy. Xong cái lúc mà các bạn mà y tá rút cái ống ấy ra ấy. Ui nó thốn, nó đau, nó xót vai cả trường. Và sau đấy khi các bạn đi vệ sinh, các bạn đi tủ tiện ấy, nếu như các bạn nào mà sau này không may mà phải phẫu thuật và có gây tê tủy sống ấy, các bạn sẽ được trải nghiệm cái ống thần kỳ đấy. Rồi, cơ bản thì đó là cái phần phẫu thuật. Còn nếu như các bạn thắc mắc là cái nằm viện nó sẽ như thế nào ấy, thì đây là một vài cái video mà mình có quay lại trong cái đợt mà mình nằm viện vừa rồi thì cho mọi người xem. Đây, mấy hôm phải nằm viện thì mình có nằm một cái phòng như thế này. Thì mình nằm đâu đấy mất khoảng 2 ngày thì phải. Đó, nhìn nó như này thôi, nhưng mà thực sự thì đây là một trong những cái phòng gần như là max option đấy mấy ông. Trời, thậm chí là có cả một cái chuông ấy, khi mà mình đói này, hay là mình muốn có cái dịch vụ, hay là mình muốn kiểm tra sức khỏe hay gì đấy, thì mình bấm một cái chuông này là sẽ có y tá đến tận giường của mình để mà kiểm tra cho mình. Đấy. Còn tiện nói luôn về khoản ăn uống ấy, thì đây là những cái món mà hôm nay bệnh viện ăn gì. Hôm nào phải bảo mấy mẹ hôm nay ăn gì vào đây review nhỉ? Hợp lý. Đó, nhìn sơ qua thì cũng khá là đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn thì cũng khá là ok. Đó, nhưng mà nhìn chung thì nằm viện nó tệ lắm các ông ạ. Nằm chỉ muốn về thôi. Nằm viện rồi mới biết vì sao mà người ta bệnh nặng thế nào vẫn luôn luôn muốn trốn viện về nhà. Thề, nó lạnh lẽo lắm. Kiểu, ôi, mình thề mình không bao giờ muốn nằm viện lần hai nữa. Đi bệnh viện mà lại còn đúng lúc có dịch. Một hồng một xanh. Khẩu trang hồng, khẩu trang xanh chứng kiến cho anh. Anh không bị corona, anh chỉ bị một thôi. Em ra ngoài mua rồi mà đắt lắm ấy. Trời ơi, mua bánh đến luôn. Vỏ táo à em? Em bảo không mua táo mà. Có phải envy không? Có. Đúng luôn. Anh muốn về quá. Muốn lên. Không về rồi. No. A few moments later. Trời, mùi nhà mình, mùi cất của cắp. Ôi giời. Nhìn mặt. Mấy hôm nay mẹ ở nhà mẹ có cho con ăn không? Mẹ em đối xử với nó nào mặt nó cho khó ở. À, em có quà cho anh đây. Quà cho anh á? Quà á? Quà ra viện. Mấy hôm vừa rồi bố chơi với cô y tá, hôm nay bố chơi với con nhé. Anh chơi với con à? Cái gì đây? Chúng mày đến thăm tao hay làm gì đây?
Trời ơi. Hôm nọ anh thấy trong group chat có cái gì nhở? 100 like để hồi sinh suy thầm. Xong tao ngồi tao đếm từng like một, tao đéo thấy cái like của mày. Tỏ mày nó muốn mình ngủ đi. Xong đúng cái hôm mình ra viện ấy, mưa gió bão rất là to. Ấy vậy mà mình vừa về nhà thì có mấy đứa em đến thăm mình ấy. Ôi lúc ấy mình cảm động vãi cả trường luôn. Thôi. OMG. Xong mình không thể nào quên được thằng Triều nó mua cho mình 4 miếng gọi là dưa lưới các bạn ạ. Mà cái xác suất để nó mua đúng được cái món mà mình ghét nhất trên cái đời này nó là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu hả Triều? Bao nhiêu hả em? Trời ơi. Cơm nắm. Không biết dạo này thì anh Duy ở trong viện có được ăn cơm không? Em không ăn uống đầy đủ. Không ăn uống đầy đủ lòng em mình sẽ mua cho anh Duy. Đủ chất nắm. Ăn cơm rất là khô. Đúng rồi, mua thêm nước. Thêm hộp sữa, đúng rồi. Sữa, đúng đấy. Thằng người ốm là phải có cân đường hộp sữa. Hộp sữa, không, đấy. Đường. À, thế thì bây giờ có sữa rồi thì... Có sữa rồi, có cơm rồi. Có cơm rồi. Chúng ta phải tráng miệng. Sữa chua. Đấy. Được, hợp lý. Hợp lý. Anh Duy là đang bị là về vấn đề là đường da. Đường da. Đấy, nên là chúng mình sẽ mua là cái gì loại mà tiêu hóa tốt. Tiêu hóa tốt. À đây. Đấy. Chúng mình sẽ mua pentagen cho anh Duy. Thế là đủ bộ. À, đủ bộ. Đủ một bữa ăn. Thế là no. Tuy nhiên thì nếu như mà chỉ sữa với cả sữa chua thôi thì không đủ. Bây giờ mình có sữa rồi, bây giờ thì mình phải có một cái gì đấy nó thơm một chút. Trà đi. Đấy, để cho anh có thể là đổ vào sữa thì anh trà sữa. Đây là con cóc, sau khi mình bảo nó là mình sẽ phải lên viện tiếp. Bố lên viện một tí bố về nhá. Ra đây con. Ra đây. Bố lên viện một tí bố về nhá. Thay băng xong bố về với con. Em nhá. Nghe. Nè. Nè ngoan nhá.